Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây thì Mỹ lên tiếng tuyên bố sẽ cùng với các đồng minh châu Âu áp đặt trừng phạt kinh tế cứng rắn chưa từng có, trong đó có cả việc nhằm vào đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 nếu Nga tấn công Ukraine. Chúng tôi tin rằng Normandy là định dạng tốt nhất để thực hiện thỏa thuận Minsk và giải quyết xung đột Donbass. Vì vậy, việc Nga chọn ngồi vào bàn đàm phán là một điều tốt và chúng tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ đàm phán những vấn đề khác mà chúng tôi sẵn sàng. Liên quan đến dòng chảy phương Bắc 2, chúng tôi tiếp tục có các cuộc trò chuyện với đồng minh Đức và tôi muốn nói rõ rằng nếu Nga tấn công Ukraine bằng cách này hay cách khác, đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không thể tiến triển. Dự án năng lượng gây chia rẽ nhất châu Âu dòng chảy phương Bắc 2 được thiết kế để tăng gấp đôi lượng khí đốt từ Nga chảy thẳng qua Đức, bỏ qua quốc gia trung chuyển truyền thống Ukraine. Hiện việc thi công dự án này đã hoàn tất và đang đợi các nhà chức trách Đức phê duyệt để hoạt động. Việc triển khai dự án dòng chảy phương Bắc 2 đã vấp phải sự phản đối của một vài quốc gia, trong đó Mỹ là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất do lo ngại dự án này sẽ khiến châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga, đồng thời ảnh hưởng tới tham vọng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sang khu vực. Trong diễn biến liên quan, Nga cho biết đã nhận được phản hồi bằng văn bản của Mỹ và NATO về các đề nghị của Nga về đảm bảo an ninh. Nội dung phản hồi đã không đáp ứng được kỳ vọng của Nga. Tuy nhiên, Nga sẽ phân tích tổng thể trước khi đưa ra các biện pháp cần thiết tiếp theo. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Moscow sẽ xem xét toàn diện các phản ứng của Mỹ và NATO đối với các đề xuất của Nga, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết định các bước tiếp theo trước phản ứng của Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh. Tin quốc tế, thưa quý vị khán giả, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nước này đã tiến hành bắn thử một hệ thống tên lửa hành trình tầm xa và một vụ thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất trong tuần này. KCNA nêu rõ là các vụ thử trên do Học viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên tiến hành. Các vụ thử nhằm hiện đại hóa hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, cũng như là để xác nhận hỏa lực của đầu đạn thông thường sử dụng cho tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất. Theo KCNA, trong vụ thử nhằm hiện đại hóa tên lửa hành trình tầm xa, hai tên lửa đã bay qua vùng biển miền đông Triều Tiên và nhắm trúng mục tiêu là hòn đảo cách đó 1.800 km. Trong vụ thử xác nhận hỏa lực của đầu đạn thông thường sử dụng cho tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất, hai tên lửa cũng nhằm trúng hòn đảo mục tiêu. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng vật thể dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông của nước này, đánh dấu vụ phóng thứ 6 của Triều Tiên trong tháng này. Vụ phóng mới nhất này diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ phóng hai vật thể dường như là tên lửa hành trình. Liên Hợp Quốc cùng ngày đã bày tỏ quan ngại về các vụ phóng trên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán ngoại giao nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết sẽ mở rộng các hoạt động cứu trợ tại Afghanistan trong khi tiếp tục gây áp lực buộc các nhà cầm quyền Taliban phải tôn trọng quyền con người và cho phép trẻ em gái đi học. Tuyên bố của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ và châu Âu được đưa ra sau cuộc đàm phán với Taliban tại Oslo, Na Uy cho biết chính phủ của họ đang mở rộng các hoạt động cứu trợ giúp ngăn chặn sự sụp đổ của các dịch vụ xã hội và hỗ trợ nền kinh tế Afghanistan hồi sinh. Các nhà ngoại giao phương Tây cũng hoan nghênh các cam kết công khai của Taliban rằng tất cả phụ nữ và trẻ em gái đều có thể đến trường ở mọi cấp học khi các trường học trên toàn quốc mở cửa trở lại vào tháng 3. Hiện có khoảng 9,5 tỷ đô la tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan vẫn bị chặn ở nước ngoài, trong khi hỗ trợ phát triển quốc tế cạn kiệt từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái. Trong các khu vực thì châu Âu hiện là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất với gần 121 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1,6 triệu ca tử vong. Nhiều nước châu Âu vẫn duy trì hàng loạt những biện pháp mạnh tay nhằm ngăn số ca nhiễm tăng cao vì biến thể Omicron, trong khi một số quốc gia thì tiếp tục nới lỏng các quy định. Các nước như Áo, Anh và Hà Lan đang nới dần các quy định chống dịch, trong khi những nước đối mặt với số ca nhiễm tăng vọt như Ba Lan thì chọn hướng ngược lại. Báo New York Times nhận định dường như làn sóng Omicron đang có xu hướng đông tiến. Còn theo hãng tin Reuters, Đức thông báo số ca COVID-19 mới lần đầu tiên vượt 200.000 ca trong bối cảnh nước này đang thảo luận về quy định bắt buộc tiêm vaccine. Tỷ lệ mắc trên 100.000 dân trong 7 ngày qua tại Đức tăng lên hơn 1.000 ca. Tuy Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ bắt buộc tiêm vaccine với người trên 18 tuổi, chính phủ liên minh vẫn có nhiều ý kiến trái chiều.
Ban đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi không có đủ khẩu trang hay quần áo bảo hộ. Sau đó là đợt triển khai vaccine rất chậm, rồi đến đợt thứ hai, thứ ba và bây giờ là đợt dịch thứ tư. Và tất nhiên chúng tôi rất lo lắng với nhân viên, tài chính hay điều hành phòng khám. Nhiều người ở đây đã kiệt sức, chúng tôi chỉ hy vọng đây sẽ là làn sóng dịch cuối cùng. Đến nay, khoảng 75% dân số Đức đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, ít hơn so với các nước như Pháp, Ý và Tây Ban Nha, những nước có tỷ lệ tiêm chủng lần lượt là 80, 83 và 86%. Cùng ngày, Bộ Y tế Ba Lan báo cáo kỷ lục hơn 57.600 ca nhiễm mới. Trước đó, chính quyền tại đây cảnh báo đợt bùng dịch mới nhất sẽ đẩy số ca nhiễm mới lên mức chưa từng có, ước đạt đỉnh 60 đến 140.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Chính phủ Ba Lan đưa ra nhiều quy định kiểm soát dịch khác nhau, nhưng chúng hiếm khi được thực hiện nghiêm túc. Tại Nga, số ca mắc mới lên tới gần 90.000 ca, đánh dấu ngày thứ Bảy liên tiếp con số này tăng lên mức cao mới. Thưa quý vị, các nhà khoa học Anh cảnh báo việc quay trở lại trường học ở Anh đang làm gia tăng tình trạng lây nhiễm Omicron ở trẻ em và có thể dẫn đến một đợt tăng đột biến khác ở người lớn. Theo một kết quả nghiên cứu mới dựa trên khoảng 100.000 xét nghiệm ngẫu nhiên trên khắp nước Anh, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em trong độ tuổi tiểu học là 7,8% và tỷ lệ này đang tăng lên trong khoảng thời gian nghiên cứu từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 1. Ngược lại, tỷ lệ nhiễm bệnh ở người lớn thấp hơn nhiều và đang trên đà giảm xuống, với tỷ lệ người trên 75 tuổi ít có nguy cơ mắc COVID-19, nhất là 2,4%. Do hai xu hướng trái ngược trên, nên ban đầu số ca mắc trên toàn dân giảm nhưng theo thời gian đã bắt đầu tăng trở lại. Hiện chưa rõ việc gia tăng số ca mắc ở trẻ em còn kéo dài bao lâu, vì cứ một trẻ em đi học là có nguy cơ lây nhiễm cho những người còn lại trong gia đình. Tuy nhiên cũng đã có nhiều người lớn đã mắc COVID-19 và nhiều người đã tiêm vaccine. Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu EMA phê chuẩn có điều kiện việc sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của hãng Pfizer Mỹ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã trưởng thành và có nguy cơ bệnh trở nặng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tăng cường kho vũ khí trong cuộc chiến chống biến thể Omicron. Quyết định của EMA sẽ cho phép các nước thành viên EU triển khai sử dụng thuốc này sau khi EMA đã sử dụng và hướng dẫn khẩn cấp hồi cuối năm ngoái. Italy, Đức và Bỉ nằm trong số rất ít nước EU đã sử dụng thuốc trên. Tháng 12 năm 2021, Mỹ đã cấp phép cho Paxlovid và thuốc tương tự của hãng Merck mang tên Monubiravir. Thuốc của Merck cũng đang được EU xem xét đánh giá, nhưng sẽ cần thêm thời gian trước khi cấp phép vì công ty này vừa điều chỉnh dữ liệu thử nghiệm lâm sàng hồi tháng 11 năm 2021. Theo đó, thuốc này ít hiệu quả hơn trước. Thủ tướng Đan Mạch mới đây tuyên bố nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp chống COVID-19 cuối cùng vào ngày 1 tháng 2 tới, đưa Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên trong khối Liên minh châu Âu-EU quyết định dỡ bỏ tất cả hạn chế trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đây 2 tuần, chính phủ Đan Mạch đã cho phép các rạp chiếu phim và địa điểm âm nhạc mở cửa trở lại sau một tháng đóng cửa. Thế nhưng, kể từ ngày 1 tháng 2, tất cả các biện pháp kiểm soát COVID-19 tại quốc gia này sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Động thái này cho phép các hộp đêm mở cửa trở lại, các nhà hàng được phục vụ rượu sau 10 giờ tối và các cửa hàng không còn bị hạn chế số lượng khách hàng. Người dân không cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng và có thể tự do đi lại mà không cần đeo khẩu trang. Sau 2 năm COVID-19 xuất hiện, tôi nghĩ đã đến lúc xem các biện pháp giãn cách xã hội là một phần của cuộc sống. Và chúng tôi cũng không cần phải nhắc nhở khách tham quan vì họ đã ý thức được điều đó. Chúng tôi chỉ cần yêu cầu mọi người đeo khẩu trang cũng như xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng. Vậy là đủ. Thời tiết rất đẹp. Tôi không cảm thấy lo lắng vì vườn thú là không gian ngoài trời. Hơn nữa, mọi người thực hiện giãn cách rất nghiêm túc. Quyết định trên được đưa ra khi tại Đan Mạch, một biến thể phụ mới của Omicron là BA2 đang lan rộng và làm gia tăng tình trạng lây nhiễm với 46.000 trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận ngày 26 tháng 1. Theo Cơ quan Y tế và Dược phẩm Đan Mạch, đến nay khoảng 82% dân số Đan Mạch từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ 2 liều, trong đó 50% đã được tiêm mũi thứ 3. Theo nhận định của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, vụ núi lửa phun trào gây sóng thần hôm 15 tháng 1 ở đảo quốc Tonga tại Nam Thái Bình Dương có sức công phá gấp hàng trăm lần vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Gần một tuần sau thảm họa chết người, người dân Tonga vẫn đang phải chật vật khắc phục hậu quả thiên tai. Sau vụ núi lửa phun trào gây sóng thần ven biển, Tonga, đảo quốc với dân số khoảng 100.000 người, đã bị bao phủ trong một lớp tro độc hại.
nguồn nước uống bị nhiễm độc, mùa màng bị hủy hoại và ít nhất 2 ngôi làng bị xóa sổ. Hậu quả mà thảm họa này để lại là vô cùng lớn. Chúng tôi đã phải đóng cửa hàng trong 6 ngày, thiệt hại hơn 100.000 đô la Mỹ. Học sinh cũng sẽ mất một thời gian mới có thể trở lại trường. Đường phố thì quá bụi bặm và ô nhiễm. Các tấm quang năng tại nhà máy điện mặt trời lớn nhất của Tonga bị bao phủ bởi lớp tro núi lửa dày tới 5 cm. Các công nhân đã phải làm sạch những tấm pin này một cách thủ công. Đến nay, 80% trong số đó đã được vệ sinh và hệ thống điện đã dần hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Tonga vẫn đang mất liên lạc với thế giới bên ngoài sau khi một tuyến cáp quang dưới biển bị đứt trong thảm họa. Việc sửa chữa tuyến cáp quan trọng dưới biển của Tonga có thể sẽ được bắt đầu vào tuần tới. Cho núi lửa và dung nham sau khi phun trào đã rơi xuống đại dương, gây nguy hiểm cho các thợ lặn. Vì vậy, tiến trình sửa chữa sẽ chậm hơn và có thể phải mất đến 5 tháng. Thực phẩm cũng là vấn đề lớn với người dân Tonga. Nhiều người đã mất nhà cửa trong vụ núi lửa phun trào, phải trú trong những khu lánh nạn và không còn tiền để mua thực phẩm. Nhiều nước như Nhật Bản, New Zealand và Australia đã tích cực gửi viện trợ cho Tonga, đặc biệt là nước sạch, trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19.